Chào các anh chị và các bạn, đây là kênh mà tôi sẽ tổng hợp kiến thức, hình ảnh về các loài cây của Việt Nam và công dụng của chúng trong cuộc sống của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cây huyết dụ thuộc họ hành. Thân cây nhỏ, mảnh với chiều cao khoảng 2 mét, thân mang nhiều đốt sẹo và ít phân nhánh. Lá cây hình lưỡi kiếm, mọc tập trung ở ngọn và xếp thành hai dãy. Chiều dài lá khoảng từ 20 đến 50 cm, rộng khoảng từ 5 đến 10 cm, gốc lá thắt lại, đầu lá thuôn nhọn và hình lợn sóng, cuống lá dài và có bẹn, rãnh ở mặt trên. Lá cây có thể màu đỏ tía ở cả hai mặt, hoặc là một mặt đỏ và một mặt màu xám. Hoa cây mọc thành cụm ở ngọn thân, cụm hoa hình sim hoặc chùy, phân nhánh có chiều dài từ 30 đến 40 cm. Mỗi nhánh hoa có nhiều hoa màu trắng và mặt ngoài hoa màu tía. Mỗi cụm hoa có 3 lá đài thuôn nhọn, trong đó mang 3 cánh hoa và hơi thắt lại ở giữa. 6 nhị hoa thò ra ngoài tràng. Bầu hoa có 3 ô. Quả cây mọng có hình cầu, mùa cây ra hoa và quả vào khoảng tháng 12 cho đến tháng 1. Nhân dân dùng làm thuốc cầm máu, chữa lị, lậu, xích bạch đới. Anh chị nên tham khảo ý kiến tư vấn của bác sĩ trước khi sử dụng cây thuốc này. Nếu thấy nội dung này là hữu ích thì nhờ anh chị chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình và ấn thêm vào nút like để giúp cho kênh có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của anh chị. Chúc anh chị có một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc.